Vâng, nay ngày chủ nhật cưỡi con ngựa Bạch đi chơi đến nhà đại gia nuôi ong. Đấy. Đây đại gia là mê ong, gọi là đam mê con ong. Nhà cầm cỡ khoảng 300 người lao động nha. Ba trăm thợ may, người lao động. Đây là xưởng. Chơi rất phong thái của đại gia. Về cái mùa này chúng ta chú ý này, chúng ta tạo một cái bể để nước sạch, tốt nhất là nó có rêu. Thế thì nó hở ra như thế này thì con ong nó thích lấy hơn. À. Đấy. Bể nước sạch đối với người nuôi ong rất quan trọng nhé. Chúng ta phải chú trọng nguồn nước. Đây này. Thế mà cách từ cái chỗ lấy nước này mà ra góc đầu kia nó chỉ tầm khoảng 100 mét thôi, nhưng mà ông toàn thích lấy đây. Chúng ta tạo một cái bể cho chúng ta làm cho nước sạch dò ra, chúng ta thải rêu nhé, mà các bạn là chú ý. Đấy. Nhiều lúc chúng ta không chú ý gì đến cái nguồn nước sạch là sẽ bị gọi là nó đi lấy nước bẩn. Đấy. Con ong là nó rất ưa nước sạch. Đấy, đây. Đấy. Đấy. Ven hồ. Cái nguồn nước rất quan trọng nhé. Nguồn nước cho ong về cái mùa này là chúng ta phải đặc biệt chú ý, kể cả mùa đông đấy. Đấy, ong đi lấy nước rất nhiều. Giờ chúng ta xem qua cái ong. Đây, xưởng đây. Chủ chỉ thích nuôi 20 đàn, gọi là cho vui, đam mê. Đấy. Đây là những cái áo này là xuất đi nước ngoài, là đóng công là cũng phải treo thế này. Đây, xuống đây. Chúng ta xem sơ thôi. Trần quạt các thứ đầy đủ. Đó. Đây một xưởng, còn ngoài kia hai xưởng nữa. Đây là khu vực ngồi chơi nghỉ trưa. Đây, đây là khu chăn nuôi giải trí làm vui. Đấy. Đây là ông Thái Bình. Ngỗng gà vịt. Tức là nó lấy nước rồi nó từ đây là nó vắt vắt qua cái mái nhà này. Đấy. Ta đặc biệt là phải chú ý cái nguồn nước. Đấy, ong đây. Ong này là ong nói khả năng là vẫn còn phấn thì nó đâm ra nó không ăn. Phấn nhiều lắm. Nó đi lấy phấn rồi. Phấn là nó không ăn. Không ăn thì nó mới cào rồi.
Ông đồng bằng nhá, phấn là vẫn còn thoải mái nhá. Đây phấn như này thì lo cái gì, chỉ có lo đường thôi. Ông chúa đây. Chung là ở đây là 20 đàn thì không việc gì phải lo phấn cả. Có phấn thì con ong nó mỡ hơn. Đấy. Đang đẻ lại đâu chung. Nói chung là giờ nó cũng đẻ nó cũng kém. Nghe này đẻ nó nuôi trùng kém. Thôi thôi. Đâu có cái đàn nào đẹp đẹp. Nó không ăn đâu. Không không. Cái này mà có bo phấn thì phải tầm tháng nữa. Đây cầu là nó loại ra cùng nó đẻ mật đầy lại nào vàng. Cái này đẻ đầy. Thế chúng nó gì? Cầu này mình bỏ ra. Vẫn còn đông được. Này nói chung là nó thưa. Thưa ong thì nó vẫn lên nhanh hơn. Nói chung là ong này thì phấn đủ thì chả sợ. Vẫn còn ong được. Vẫn còn ong được cái này giờ vẫn chi được đàn. Cách đây khoảng tầm khoảng 5 cây ấy. Vào một ông có một đàn. Đầu năm một đàn 3 cầu. Cuối năm chia thành 15 đàn. Mỗi đàn 3 cầu. Nói chung là ông cũng hơi dữ. Nhãn này là nhãn đấy. Quay nhãn nó giống nguyên không? Quay cái kia này. Nhãn này là phải tưới nhé. Ông thì đẹp. Chỉ tội. Giờ chỉ tốn đường. Ở đất Thái Bình mà đàn này mà không có từ 10 đến 15 cân đường thì khô rồi này. Khô rồi thầy ơi. Phấn thì thoải mái. Nói chung ở đây người ta dòng phấn toàn phấn ngô thôi. Giờ cứ đàn này là phải ba máng cho ăn vít nắp. Mà nuôi từ giờ đến cái lúc mà hoa nhãn này bắt đầu nở thì chúng ta biết thế. Đây là nuôi chơi thôi chứ. Đấy. Chúng ta chú ý chứ. Ong thì đẹp đấy nhưng mà giờ cái đàn này là không chia mà cuối năm chỉ có thay cầu mới rút cầu là nó phải tầm 15 cân đường mới ổn thì mới ra đàn ong, chứ còn không ấy là không. Trước kia thì cái vùng này nó còn có cái cây đay cách, giờ đay cách hết rồi. Mà tốt nhất là năm nay đừng có chạy táo vào trong kia, chạy táo vào trong kia là nguy hiểm. Ong đực vẫn còn bay về, chúng ta chú ý. Đây toàn bộ áo này là xuất đến nước ngoài. Đây. Áo đây nhé. Áo này là khi mà xuất công đấy là không ấy nhá. Không được gấp. Phải treo thế này. Đấy. Treo thế này. Chúng ta chú ý. Nhà rất bộn bề công việc nhưng mà vẫn cứ thích nuôi ong. Vẫn cứ thích nuôi ong.
Đây chúng ta nhìn này, hôm nay tôi nhấn mạnh nhiều lúc đàn ông của chúng ta để là nó đi lấy nước bẩn là đàn ông không thể lên được nha. Thế thì vừa xong là một loạt chỗ đấy là có 20 đàn ông thôi, nhưng mà chúng ta nhìn thấy là nữ ông đi lấy nước về là mát tổ rất nhiều, rất nhiều đấy. Thế là lên các bác các bạn và anh em là chú ý tạo một cái bể nước sạch, nó cứ gì gì ra này không có thì chúng ta phải có cái bể nước, chúng ta có cái rêu này đấy, rêu này nhé, rêu này để cho ong lấy nước sạch. Những cái chỗ nào mà chúng ta thấy mà nó lấy nước mà bẩn ở những cái vùng rãnh thì chúng ta phải đi xung quanh cho chúng ta nghiên cứu đấy, không là rất nguy hiểm. Đây là những chỗ rì thế này, ong lấy rất mạnh nhé. Đặc biệt chú ý là phải có nguồn nước tốt để cho ong lấy, tránh cái vùng nước. Đây. Và nay video này nhấn mạnh là có 20 đàn ong chúng ta thấy nó lấy nước cực nhiều luôn. Đấy. Đây là hướng nó toàn bay về kia thôi, bay về cái góc vườn đằng kia thôi. Đấy. Xung quanh đây là không có cái trại ong nào hết. Cái lượng ong đi về lấy nước rất cần thiết. Nuôi ong chúng ta phải chú ý về cái mặt tạo bể nước cho đàn ong sạch. Thế nhiều lúc mà chính ra ong không lên được ấu trùng vì lấy nước bẩn, nước xà phòng, nước sa thải. Chúng ta chú ý như thế. Nay thì đi chơi thì mới qua giấy tờ thì cũng thăm lên nhà đại gia, nhưng mà tôi ngồi xa có khoảng tầm 15 mét là tôi đã phát hiện ra ong đi lấy nước. Vì cái nguồn nước rất quan trọng cho người nuôi ong, nhiều lúc ong lấy nước bẩn là nó không thể lên được ấu trùng, là chúng ta cứ nghi bệnh, không phải bệnh, do nguồn nước. Thì vừa xong rồi chúng ta xem cái lượng ong chỉ có 20 đàn thôi, nhưng mà lượng ong đi lấy nước thì chúng ta xem rồi. Tôi quay đầu quay cuối thì ủng hộ kênh các bác các bạn, anh em nhớ đăng ký, nhấn chuông, chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới. Xin chào tạm biệt.